Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc xây dựng bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19, hiện nay, ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch đến các bệnh viện trên cơ sở căn cứ các điều kiện cụ thể của từng đơn vị để có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động khám chữa bệnh. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV. Sau thời gian khá dài tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp kiểm soát COVID-19 phát sinh từ bệnh viện, từ ngày 15 tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã bắt đầu hoạt động khám chữa bệnh bình thường trở lại. Để an toàn trong tiếp nhận khám điều trị, bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp cần thiết. Khu vực tiếp nhận người bệnh được phân luồng khá kỹ. Theo đó, người bệnh được đo thân nhiệt 2 lần, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế. Sau khi được phân luồng, bệnh nhân được hướng dẫn tư vấn thêm một lần nữa về các biện pháp phòng chống dịch. So với ngày xưa thì nó có chặt chẽ hơn, có khó khăn hơn tí, nhưng mà thực ra là do vấn đề là dịch bệnh, thì bây giờ là nhà nước tổ chức phòng ngừa nên là đảm bảo tốt cho dân thôi. Quy trình tại khu khám bệnh thì chúng tôi sẽ có 3 luồng để mà phân chia bệnh nhân theo các cấp độ. Thứ nhất rằng là các cái bệnh nhân đến khám thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là nên đăng ký online qua hệ thống đăng ký online qua mạng, hay là bệnh nhân đặt lịch khám online qua mạng. Dạng cách bớt tránh tình trạng là ùn ứ các cái bệnh nhân đăng ký khám bệnh cùng một lúc. Hiện nay các bệnh viện từ tuyến thành phố đến các quận huyện cũng như cơ sở y tế tư nhân đều đã triển khai thực hiện bộ tiêu chí bệnh viện an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế. Ngoài phân luồng, đo thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn, các bệnh viện tổ chức giãn cách tại khu vực điều trị nội trú, ưu tiên những bệnh nhân nặng, còn bệnh nhân nhẹ thì được hỗ trợ điều trị ngoại trú. Ngay từ đầu chúng tôi đã thiết lập hệ thống phân luồng và cử kiếp trực gồm 6 người trên 24 giờ để đảm bảo công tác phân luồng. Và khi phân luồng thì khi bệnh nhân vào nghi ngờ có bệnh viêm sốt, ho hoặc là có triệu chứng về hô hấp thì chúng tôi phân luồng và cử bác sĩ trực ở y tế dự phòng lấy yếu tố dịch tễ và có bác sĩ khám và chúng tôi cho xét nghiệm khi cần thiết. Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế về việc xây dựng bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19, ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch đến các bệnh viện trên cơ sở căn cứ các điều kiện cụ thể của từng đơn vị để có phương án đảm bảo an toàn trong hoạt động khám chữa bệnh. Sở Y tế thành phố cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra đến từng bệnh viện. Theo đánh giá, có 21 trên 22 bệnh viện tại Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y tế. Khi mà bước vào bệnh viện thì nhân viên ở đây hướng dẫn rất là kỹ. Rồi mình phải rửa tay sát khuẩn, rồi có dung dịch để mà mình sát khuẩn xong rồi mình phải bịt khẩu trang để phòng dịch cẩn thận hơn cho mình và cho mọi người xung quanh. Cũng như mới vừa bước tới thì các nhân viên y tế biểu phải sát khuẩn, phải đo nhiệt. Cô thấy rất yên tâm, vì mình yên tâm để đi khám, mình không sợ nhiễm, cho nên cô ở mặc dù ở quê nhưng mà hầu mô đi khám cô cũng ra bệnh viện tâm trí. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng đã được kiểm soát. Thành phố đã qua hơn 20 ngày, không có ca mắc trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh hiện vẫn còn tiềm ẩn. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch từ các bệnh viện là rất quan trọng, tránh để dịch bệnh phát sinh và lây lan.